Một con người huyền thoại, hội tụ đầy đủ mọi phẩm chất của một thủ lĩnh cần có. Mạnh mẽ, ngang tàn, không ngại va chạm, ngông cuồng, với khả năng áp vía đối thủ chỉ qua giọng nói và tiếng hét. Ha, đã nghèo còn màu cam nữa. Mèo cam giờ ở ngoài xã hội nó tai tiếng dữ lắm. Mày đâu chơi tấp tấp, mày đâu biết. Bữa giờ mày đi vòng vòng mày thấy người ta nhìn mày không? Tại mày màu cam á. Mày biết cái tội lớn nhất của mày là gì không? Là tại vì mày màu cam đó. Ta đồn ta kêu mấy mèo cam quậy lắm. Mấy mèo cam phá bố láo. Mấy mèo cam bị khùng. We'll be right back.